Xin chào anh em. Cách đây 2 hôm mình có dịp ghé thăm sân Thống Nhất vào một chiều nắng đẹp và mình bất ngờ với mặt sân Thống Nhất này đẹp tuyệt vời. Với kinh phí đầu tư 6,8 tỷ đồng, thành phố Hồ Chí Minh hiện giờ chắc chắn là sân bóng có mặt cỏ đẹp nhất nhì V-League. Cỏ được trồng là cỏ Bermuda Champion, được dùng phổ biến trên thế giới. Loại cỏ này rễ dày cắm sâu xuống đất, bền và có tốc độ tái tạo nhanh. Mặt cỏ này được một đơn vị Thái Lan tài trợ và trực tiếp thi công nhé. Điều này không chỉ giúp cho hai đại diện thành phố Hồ Chí Minh và Sài Gòn FC thi đấu trên sân nhà có chất lượng chuyên môn tốt hơn ở V-League, mà còn giúp cho liên đoàn bóng đá có thể tổ chức những giải đấu quốc tế ngay tại sân Thống Nhất. Anh em sau này có thể được xem những trận thi đấu quốc tế tại Thống Nhất. Tuyệt vời không? Không chỉ thay mới mặt cỏ, trung tâm thể dục thể thao Thống Nhất còn thay luôn hàng ghế khán đài VIP A1, A2, ghế có số để ngồi nè. Và các khán đài xung quanh cũng có ghế để ngồi chứ không phải còn ngồi trên ghế gạch như ngày trước nữa. Ok, nếu anh em thấy sân Thống Nhất đẹp thì hãy tới sân Thống Nhất để xem bóng đá nhé. Xem bóng đá trực tiếp thì luôn luôn hấp dẫn hơn xem TV rồi. Nếu thông tin này hữu ích thì hãy like cho video này nhé. Và đừng quên subscribe channel YouTube của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.